Anh nói lại đi, không nghe. Rồi giờ nói lại đi. Tức là bây giờ em có ông bác cho em khoảng 10 đôi chim ấy, nhưng mà chim hơn 1 tháng rồi ấy, nhưng mà bây giờ chưa có phòng bệnh gì cả, thì cái bệnh như cắt sơn ấy, thì bây giờ là mình có phải phòng cái la cô tạm trước xong rồi mới mới mới, mới tìm phòng như cắt sơn không ạ, hay Đúng là cứ rồi, thế là phòng như cắt mình sơn trước? nhỏ cái Lasota trước, Vâng, nhưng nhỏ mà hoặc là uống. dạ vâng, thì em cũng có xem cái tài liệu ở trang trại mình ấy, thì trong 1 tháng đầu mới dùng Lakota thôi, nhưng bây giờ chín hơn 1 tháng rồi thì có phải dùng Lakota không anh? Có chứ, Tức là phải phải dùng tuần tự xong mới được dùng New Cát Sơn này. đúng rồi, cái Lasota đó là mình làm lúc nào cũng được hết á, À dạ, tức là sau 1 tháng rồi thì vẫn vẫn phải dùng Lakota 2 bước tháng xong rồi hay mới được dùng tuần này. gì đó cũng được, nhưng mà nhỏ nhiều lần Lasota, Dạ vâng, nhỏ hoặc uống tức nhiều là lần đi để cho nó miễn dịch. dạ, tức là chim hơn 1 tháng thì vẫn phải dùng tuần tự này xong mới được dùng đi cắt sơn đấy. Đúng rồi, mình dùng trước Lasota nhiều lần đi, dạ vài dạ lần sau rồi đó mình dùng cái niêm cái sau được. dạ dạ nếu mà chim nó được khoảng 2 tháng thì vì có phải dùng, cũng phải dùng tuần tự thế anh? Đúng rồi, Dạ nếu như một ok anh. số người mà họ nhiều cái trại, họ 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 chưa tiêm thuốc ngừa rồi đó và vaccine nữa, Dạ nếu như mình lỡ mua rồi thì mình cũng làm cho hắn luôn. dạ dạ Nhưng tức là mà dạ cái chủng đậu với là cái H5N1 á, cái chủng đậu thì nó không được tốt thôi, chim lớn nó dạ không được tốt. dạ Ừ. thế thì anh cho em hỏi là cái bệnh như cắt sơn thì chụp 1 lần thế hay là cứ định kỳ Sao là nó phải chụp nhiều liên chứ, tục ạ? một năm nó làm lần 2 lần À dạ, thế là cứ, nhưng mà Lakota là chỉ 2 lần duy nhất thôi đúng không ạ, còn lần sau là chỉ như cắt sơn hay Lasota cũng là? vậy, Lasota cũng mình làm liên tục. dạ dạ Lasota thì nó bảo vệ đường hô hấp, với là nó tạo cho dạ chim nó có đề kháng tốt thôi. dạ vâng, nếu nhưng nếu mà trường hợp mà chưa dùng Lakota mà dùng New Cát Sơn thì nó có ảnh hưởng nhiều không anh? Có Dạ chứ, lần dạ thường á là chim mà chưa dùng Lasota mà dùng những cái sơ là nó bị ảnh hưởng đó. dạ dạ vâng, em Một cảm là ơn anh. chim là những cái loạt chim này yếu, là những cái loạt ói, nó dạ ói ra rồi sau đó là nó không, nó tiêu dạ chảy vâng rồi là nó yếu chim. dạ thế như em bây giờ em hỏi thêm anh Quế một chút nữa, nếu mà như em bây giờ em bắt về chim khoảng tầm gần 2 tháng rồi, thì em nhỏ định kỳ Lakota 2 lần xong em nhỏ New Cát Sơn, thì lần sau thì khoảng mấy tháng em lại nhỏ lại đến Lakota nữa anh? Chúng ta hầu như trong năm làm 2 lần, Dạ trước mùa mưa, mùa lạnh, gió rét gì đó. dạ dạ Nhưng mà là trước khi đưa chim, đưa thuốc nêu cái sơ vào trong chim thì mình thử trước 2 3 cặp đó, dạ dạ để mình xem cái thử mức rồi độ sau đó là phản coi mức độ phản ứng thế nào. ứng. Dạ Nếu vâng, như mà chim mà nó ói á, dạ chim thường nó ói á, thì mình để coi thì nó, nếu như nó bình thường lại á thì dạ mình giảm bớt cái liều xuống xíu. dạ dạ Còn nếu như mà chim mà nó bình thường á thì mình làm cái cả đàn luôn. dạ vâng. Ừ. Còn mà nó biểu hiện không tốt á thì mình giảm xuống hoặc là ngưng lại. Vâng. Hoặc là có vấn đề về 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 cái vaccine Dạ. Lasota. Ừ. Thứ hai cái lần đầu là nhỏ Lakota là một loại như nhau đấy anh, bởi vì là em chưa chưa sử dụng bao giờ. Lasota thì nhỏ hoặc là uống được, cũng có thuốc. Dạ vâng. Ừ. Nhỏ xong rồi tìm cái New Cát Sơn như như trang trại anh hướng dẫn đấy. Đúng rồi. Kể Dạ cả vâng. trên cái trang web của ngoài bộ nông nghiệp á, mấy Dạ cái vâng. kỹ sư kia họ cũng nói như thế mà. Và Dạ bản vâng. thân ngày xưa mình cũng có mấy trại nó làm sai, Dạ dạ. làm sai sau đó mình khắc phục lại, nói chung là cũng cũng chết một vài cặp. Dạ vâng. Có nhiều Em cảm đàn ơn anh. đưa đại vô xong bị một loạt cái Dạ. kêu mình giúp. Dạ. Đương nhiên mình Thì có cái cách tháo mình giúp cho chim nó trở về bình thường. dạ vâng, nếu mà như em cũng xem trang trại nha, nhưng nếu mà bây giờ mình đặt số lượng lớn thì chuyển ra ngoài này thì anh có chuyển được không? Em sợ Thanh chim lại Hóa bị hả? nhiều. Dạ. Được chứ, đặc biệt là mình chuyển ra Bắc rồi Dạ vâng. Anh đã mà. chuyển chuyển bao giờ chưa? Mình chuyển ra Hà Nội mấy lần À rồi rồi. ấy. Hà Nội Chim giống. mấy tỉnh Hà Tây rồi gần gần nó ghé ra lấy nè. Chuyển À ra Thái rồi. Bình, Nam Dạ Định, vâng. Em rồi cũng có. chỗ gì, Quảng Ninh. Quảng Ninh là đi Quảng xa Ninh. nhất á, Quảng Ninh là đi Dạ 2 chặt dạ. đấy. Dạ. Cũng sợ nó chuyển sang nó kiểu nó mệt hay là sao không? Không, trước khi đi mình bơm dinh dưỡng ấy nha, Dạ ok em hiểu ý anh. bơm dinh Dạ dưỡng vâng đầy nhiều tháng rồi mình đi ấy, em. Dạ dạ. là nó cũng được 2 ngày. Dạ vâng. Em cảm ơn anh. Dạ có gì mà bây giờ em cứ làm mô hình tạm thời để xem nó mức độ thế nào ạ. Cứ làm đi, Dạ vâng. rồi nếu như mà trường hợp mà chim mà nó có vấn đề gì cái alo mình giúp được gì giúp. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Dạ. Nói chung mình thì mình cũng giúp như vậy thôi, Dạ cũng không vâng. cần, không nhất thiết phải mua chim, mình cứ giúp vô tư ấy. Dạ, bởi vì em Ừ. tìm hiểu trên trên YouTube thì là thấy trang trại nhà mình cái mức độ Ừ. khoa học nó cao lắm, mà Nói chung kiểu mình cũng đi. làm đó trên YouTube, mình làm YouTube để nó
mình làm vô tư, nhiều khi nhiều người họ hiểu, họ không hiểu anh. Như tại lớn á, họ kêu sao ông lại đi giúp người ta thế này kia, mắc mối này nó không. Tôi làm theo cái tâm của mình thôi Dạ em hiểu, em hiểu rồi. chứ. Nó tâm mình là một, thứ hai nữa người ta họ thấy mình làm tốt thì người ta họ đến với mình thôi, bình thường. Sau này ví dụ như anh phát triển anh làm vậy, mình em làm hiểu. tốt vậy, người ta họ mới tốt mình lại, đó là Dạ. quy luật. Đúng Thôi cứ rồi. vậy làm đi hả? Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Dạ. Dạ, chào anh ạ.